Ellie Trần phá vỡ mộng tưởng về một gia đình hạnh phúc, tố chồng Tây ngoại tình và bắt con phải ngủ với tiểu tam. Mới đây, drama của Ellie Trần tố chồng ngoại tình đã gây sốt cộng đồng mạng. Ellie Trần, một trong những người đẹp nổi tiếng ngay trong lúc sự nghiệp lên đà phát triển, đã quyết định lui về hậu trường làm một bà mẹ bỉm sữa. Tưởng rằng sẽ có hạnh phúc viên mãn với chồng Tây, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Chồng cô thay vì quan tâm đến gia đình thì chỉ quan tâm đến tiểu tam mà thôi. Cụ thể, cô đã đăng bài bóc phốt chồng ngoại tình. Theo Ellie Trần, chồng Tây yêu cầu cô phải đưa hai con là Kadia và Anfia về ngủ chung với nhân tình của anh ta. Người đàn ông này còn đe dọa nếu cô không làm theo, anh ta sẽ dừng chu cấp tiền học phí cho các con mình. Không dừng lại ở đó, ông chồng này còn dạy các con nói với mẹ để được mua nhiều đồ chơi. May mắn, các con đã báo lại cho mẹ biết toàn bộ sự thật. Không chấp nhận là một người vợ bù nhìn nữa, chị đã quyết định lên mạng và kể câu chuyện cuộc sống hôn nhân tràn ngập drama của mình. Câu chuyện sẽ được chia thành nhiều phần với nhiều tình tiết hấp dẫn cho các con dần hóng hớt. Được biết, đến thời điểm hiện tại, sau khi mới lên tiếng chưa đầy một ngày, tài khoản Facebook và các trang page của Ellie Trần đã không cánh mà bay. Các bạn có hóng drama này không? Comment ngay cho TV Trends biết với nhá! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!